Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay là thứ tư 10 tới tháng 8 năm 2022. Kính mời quý vị theo dõi một câu chuyện trong ngày với chủ đề Ông Donald Trump và vụ khám xét Mark Alago. thì quý khán giả cũng biết là trong vòng 2 ngày vừa qua kể từ ngày thứ hai tất cả những tin tức liên quan đến việc các đặc vụ của cơ quan FBI đã bất ngờ khám xét ngôi nhà của ông cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại khu nghỉ mát Alago ở thành phố Palm Beach thuộc bang Florida. Tin này đã chiếm ngự hầu hết các cơ quan truyền thông từ truyền hình, radio cho tới báo chí ở nước Mỹ và thậm chí tại nhiều quốc gia trên thế giới nữa. Đây là một phần cuộc điều tra về việc các tài liệu của tổng thống bao gồm các tài liệu tối mật liên quan đến an ninh quốc gia. Những tài liệu này có thể đã được ông Trump đưa đến Macalago sau khi ông mãn nhiệm tổng thống ngày 20 tây tháng Giêng năm 2021. Câu hỏi được nêu lên là nếu ông Trump xóa bỏ các hồ sơ một cách bất hợp pháp và nếu FBI tiến hành một cuộc điều tra hình sự thì có thể dẫn đến việc ngăn cản ông Trump trở lại làm tổng thống hay không khi ông quyết định à, tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024. Thưa quý vị, đêm thứ hai vừa qua đã ngay sau khi cái tin này được loan báo đó thì ông Trump đã nói rằng À, cái ngôi nhà của ông đã bị khám xét thậm chí ngay cả cái kết sắt của ông cũng bị khám luôn và ông nói rằng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ mà có một vị cựu Tổng thống bị khám xét nhà như vậy ngoài ra ông cũng than phiền rằng à, cái hành động này đã y hệt xảy ra tại một quốc gia đệ tam, cái chữ mà quốc gia đệ tam hàm ý muốn nói đến những nước mà đang phát triển về mặt kinh tế và thể chế cầm quyền là một thể chế không có dân chủ Ngoài ra thì ông Donald Trump cũng đã kêu gọi những người ủng hộ ông hãy đóng góp số tiền 45 mỹ kim một người immediately tức là ngay lập tức. Ông không nói dùng cho cái quỹ gì nhưng mà người ta hiểu rằng khi mà ông tuyên bố rằng cái ngày khám xét đó là một ngày tốt cho ông ông muốn hàm ý rằng ông sẽ có thêm được người ủng hộ tại nước Mỹ. Thưa quý vị, bất kỳ một cái kết án nào theo luật hình sự có liên quan đến vấn đề điều tra này đó thì liệu nó sẽ dẫn tới những hậu quả nào? Thứ nhất, hậu quả nghiêm trọng nhất là chuất quyền đảm nhiệm bất kỳ chức vụ liên bang nào nếu người đó đang tại chức. Nhưng có một cái lý do khiến chúng ta phải rất là thận trọng ở trước khi đi tới bất kỳ một kết luận dạng nào liên quan đến việc ông Trump có thể bị kết tội hay không. Và liệu ông có thể trở lại tòa bạch ốc hay không để làm tổng thống nếu ông đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa khi mà cử tri tín nhiệm ông, chúng tôi xin tóm tắt và tổng hợp một số những cái bản tin liên quan đến vấn đề luật pháp về vấn đề này để trình bày hầu quý khán giả của từ lực bookstore. Điều gì đã thúc đẩy lệnh khám xét? Thưa quý vị, bộ tư pháp đã từ chối bình luận. À, chúng ta cũng biết là khi mà các đặc vụ của FBI đến khám xét nhà một cựu tổng thống như ông Trump đó thì chắc rằng cái cái thẩm quyền để đưa ra quyết định đó cho FBI phải cao lắm. Cái thẩm quyền đó người ta đang nghĩ tới ông tổng giám đốc FBI là ông Christopher Ray. Là cái người mà được ông Trump bổ nhiệm lúc ông Trump còn làm tổng thống. Và có thể cấp cao hơn nữa là ông Bộ trưởng Tư pháp uh, Merrick uh, Garland. Bộ Tư pháp thì từ chối không bình luận gì về chuyện này. Tòa bạch ốc tham vụ báo chí tòa bạch ốc nói ở trong lúc tiến hành cuộc điều tra như thế thì tòa bạch ốc không có ý kiến và cũng nhấn mạnh rằng tổng thống Joe Biden không hề được biết bất kỳ một tin tức gì về cái vụ uh, lục soát này cho tới khi nó xảy ra một cách tóm tắt là, thì thưa quý vị cái lúc mà xảy ra cuộc lục soát á, thì ông Donald Trump không có mặt tại mặt Alago mà ông đang ở uh, Trum Uh, Tower, uh, New York Thì chính con trai của ông Là Trump uh, Junior Đã được báo Và Trump Junior đã gọi cho bố Để thông báo cho biết có vụ lục soát Những tin tức của hãng thông tấn cho biết Rằng cơ quan FBI Phải có một số bằng chứng cụ thể nào đó Có thể là do một người nào đó Làm việc cho FBI Mà rất là thân cận trong khu vực Alago thông báo để họ có thể tin chắc rằng còn những tài liệu mật của tòa bạch ốc nằm trong cái khu vực mà Alago đó thì FBI mới xin cái lệnh của trát tòa và chắc chắn là phải được sự chấp thuận của cấp cao là ông tổng giám đốc FBI và ông bộ trưởng tư pháp vân vân thì thưa quý vị FBI đã lục soát những chỗ nào một căn hầm dưới ở dưới ở nhà mặt Alago văn phòng của ông Trump và cái két sắt của ông Trump tịch thu 12 thùng giấy tờ các báo cáo ban đầu đã trích dẫn các nguồn tin nói rằng cuộc điều tra hình sự đằng sau lệnh khám xét liên quan đến một nỗi nghi ngờ. Cái nghi ngờ đó là gì? Là ông Trump đã mang theo bất hợp pháp một số tài liệu được xem là bí mật quốc gia đem về mặt Alago khi ông rời tòa Bạch Ốc. Tháng 2 năm 2021, thì cục Lư lưu trữ và hồ sơ quốc gia tức là National Archives đã liên lạc với ông Trâm để đòi ông trả lại 15 thùng hồ sơ mà ông đem về mặt Alago. Cuối cùng thì ông Trâm cũng đã trả lại cho cục lưu trữ và hồ sơ quốc gia số hồ sơ này vào tháng Giêng năm 2022 tức là đầu năm nay. Vào thời điểm đó, cục lưu trữ và hồ sơ quốc gia vẫn đang tiến hành kiểm kê và hy ghi nhận rằng có một số thùng hồ sơ chứa các tư liệu được đánh dấu là thông tin tuyệt bí mật liên quan đến an ninh của nước Mỹ. Và trong cuộc lục soát mạng Alago thì FBI lấy được 12 thùng giấy nữa. Câu hỏi là những luật nào áp dụng cho hành vi lưu giữ tài liệu bất hợp pháp? Có một số đạo luật có thể được áp dụng. Thí dụ, đạo luật về gián điệp, đạo luật hình sự hóa việc lưu giữ trái phép thông tin liên quan đến quốc phòng có thể được sử dụng để gây tác hại cho nước Mỹ hoặc là dùng những cái tin tức đó trợ giúp cho đối thủ của nước Mỹ tức là người bên ngoài đó và hình phạt lên tới 10 năm tù cho mỗi hành vi phạm tội nhưng uh, trong cái bối cảnh này đó, thì các nhà làm luật uh, có nêu lên một cái mục uh, số 2071 của Article 18, tức là tiêu đề 18 của Bộ Luật Hoa Kỳ. Cái điều khoản này quy định rằng hành vi lưu giữ tài liệu bất hợp pháp sẽ bị quy tội nếu ai lưu giữ các tài liệu hoặc hồ sơ của chính phủ mà người đó cố ý che giấu, xóa bỏ, cắt xén, xóa sạch, làm sai lệch hoặc là tiêu hủy một cách bất hợp pháp các hồ sơ. Nếu bị kết tội theo mục 2071-18 thì các bị cáo có thể bị phạt tới 2.000 đô la và bị kết án tù lên đến 3 năm. Ngoài ra, nếu người đó đang giữ một chức vụ nào đó của liên bang thì họ sẽ phải rời khỏi chức vụ đó ngay lập tức và người đó sẽ bị loại khỏi việc nắm giữ bất kỳ chức vụ liên bang nào ở trong tương lai. Đó là quy định của cái điều khoản 2071 Article 18 của luật Hoa Kỳ. Trở lại vấn đề của ông Trump. Nếu như ông Trump bị buộc tội và kết án theo mục 2071 thì các cử tri hoặc là các ứng cử viên đối thủ của ông Trump trong cái cuộc bầu cử sơ bộ cấp tiểu bang để chuẩn bị một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ra tranh chức tổng thống đó thì những ứng cử viên trong nội bộ của Đảng Cộng hòa và thậm chí ngay cả cử tri nữa. Họ có thể viện dẫn mục 2071 của luật Hoa Kỳ để uh, thách thức cái tư cách của ông Trump ra tranh cử và họ được quyền yêu cầu bỏ tên của ông ra khỏi cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Mỗi tiểu bang thì có quy định riêng về các cuộc bầu cử sơ bộ của riêng mình và các quy trình chính xác về cuộc bầu cử đó thì khác nhau giữa tiểu bang này và tiểu bang khác nhưng nói một cách chung chung tổng quát một thách thức như vậy trước hết thuộc về hội đồng bầu cử tiểu bang quyết định của hội đồng có thể bị kháng cáo trong hệ thống tòa án tiểu bang sau đó phán quyết của tòa án tiểu bang có thể sẽ bị kháng nghị lên trên tối cao pháp viện chúng ta chưa biết được trong những uh, cái tình huống như thế thì tối cao pháp viện sẽ đưa ra phán quyết ra sao tin mới nhất cũng liên quan đến ông Trump cho biết rằng một tòa án phúc thẩm liên bang đã hoàn toàn đồng thuận phán quyết rằng Ủy ban House Ways of Means Committee của Hạ viện Liên bang có thể truy cập hồ sơ thuế của ông Donald Trump sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm giữa ông Trump và các tòa án. Một hội đồng gồm ba thẩm phán của tòa phúc thẩm Washington DC, cả ba đều đồng ý hoàn toàn với nhau rằng Ủy ban House Ways and Means Committee có thẩm quyền lấy hồ sơ thuế của ông Trump từ Bộ Tài chính của Hoa Kỳ. Và ba vị thẩm phán này giữ nguyên phán quyết của tòa án quận từ cuối năm ngoái. Chắc chắn thì các luật sư của ông Trump sẽ kháng cáo phán quyết này lên tối cao pháp viện. Tháng 12 năm 2021, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ đơn kiện của ông Trump khi ông Trâm tìm cách ngăn chặn Ủy ban House Ways and Means Committee của Hạ viện liên bang lấy hồ sơ thuế của ông, tòa lúc bấy giờ cũng đã bác bỏ tuyên bố của ông Trâm. Khi ông Trâm cho rằng Quốc hội không có nhu cầu chính đáng để xem xét các khoản thu nhập của ông và quốc hội chỉ đơn giản là bới lông tìm vết để cố gắng làm cho ông xấu hổ. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới tóm tắt cái diễn tiến liên quan đến cái vụ FBI khám xét tại mặt Alago những khía cạnh pháp lý nếu như ông Donald Trump có thể sẽ bị truy tố vì hành vi đã lấy những tài liệu có nội dung mật của quốc gia đem về mặt Alago một số báo chí mấy ngày vừa qua có đề, đề, cập đến một cái giả thuyết trong những cái đống hồ sơ đó có thể là có thư tay của Kim Jong Un là lãnh đạo của Bắc Hàn gửi cho ông Trump À, có thể những uh, cái cuộc đánh máy lại những cái cuộc nói chuyện với những lãnh đạo nước ngoài người ta không biết giờ phút này thì fbi vẫn chưa lên tiếng bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung của 12 cái thùng giấy mà fbi đã lấy từ mặt alago tổng hợp tin tức của các hãng thông tấn thì chúng tôi thấy là trong uh, trang tiếng việt của ban việt ngữ đài voa tức là voice of america có vô số lời bình luận về cái bản tin ông Trump nhà ông bị khám xét chúng tôi chỉ lấy bốn cái lời nhận định tiêu biểu bên chống ông Trump và bên bên ông Trump một người gửi vào cho đài voa tiếng Việt tên là Minh Chay viết như thế này Đảng Dân Chủ hiện nay đã đặt ra một tiền lệ rất xấu hơn Cộng sản và nước độc tài mà từ trước tới giờ nước Mỹ chưa bao giờ có. Tiền lệ đó là khám xét nhà của một vị Tổng thống mà người dân Mỹ chọn làm lãnh đạo trong suốt 4 năm. Vì thế Joe Biden là phải coi chừng nó nha. Một người thứ hai cũng viết vào cho uh, ban Việt ngữ VOA tên là Ái Quốc Đất Nguyễn. Viết như thế này. Không được khám nhà, không được tìm những điều xấu của lãnh đạo. Đó là cách cai trị của Cộng sản và của các chế độ độc tài. Ở một quốc gia văn minh dân chủ thì không ai được quyền đứng trên pháp luật. Kẻ trộm, giàu hay nghèo, có quyền lực hay không đều phải bị khám xét để truy lùng tang vật. Người thứ ba, Quang Phạm Ngọc viết, từ giờ, xin lỗi quý vị, hồi nào cho tới giờ, không làm, nay chỉ vì nguy cơ thua bầu cử giữa kỳ, cũng như tạo hình ảnh xấu của Trâm, nếu ra ứng cử, nên bên dân chủ chơi trò bôi bẩn. Chiều này thì Putin cũng như mấy lãnh đạo độc tài sử dụng thành thạo và ít thô thiển hơn nhiều người thứ tư tên là Quang Trung Tạ thì viết rằng nếu ông Donald Trump là một người Mỹ lương thiện như những công dân Mỹ bình thường khác thì ông sẽ không bao giờ gặp phải chuyện liên quan đến luật pháp để bị FBI điều tra xét nhà thâu thập bằng chứng phạm tội. Thưa khán giả, uh, tin của ông Trump và những lời bình luận khiến chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của uh, tổng thống George. H.W. Bush mà tiếng Việt mình gọi là tổng thống Bush cha đó lúc ông còn sinh thời. Có một lần ông đi thăm một cái trường tiểu học thì một học trò tiểu học đứng dậy hỏi ông rằng, how to become the president of the United States? tức là làm cách nào để có thể trở thành một tổng thống của nước Mỹ? Ông George H.W. Bush nói, keep yourself clean, sinh you are at seven years old chúng tôi tạm dịch là cháu hãy giữ cho bản thân cháu được thanh sạch kể từ năm cháu 7 tuổi. Đó là cái cách một vị tổng thống nước Mỹ nếu muốn trở thành một vị tổng thống nước Mỹ. Thì thưa quý vị, đây là câu kết luận của tôi trong cái mục uh, câu chuyện hôm nay. Giá như ông Donald Trump áp dụng lời khuyên của cố tổng thống George H. W. Bush dành cho cơ học sinh từ học 7 tuổi. Thì đâu đến nỗi, ông Trâm gặp nhiều rắc rối trong cuộc đời đến như thế. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nhà sách Từ lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tuyển tập truyện ngắn Hà Nội quê hương trong trí nhớ của tác giả Quang Già Cơ. Trong lời ngỏ của cuốn sách, tác giả Quang Già Cơ cho biết ông sinh ra tại Hà Nội nhưng thuộc về miền Nam. Ông nói miền Nam thân thuộc với ông hơn là miền Bắc. Dù vậy, Hà Nội vẫn trong trái tim của ông. Một Hà Nội quê hương trong trí nhớ. Tuyển tập truyện ngắn Hà Nội quê hương trong trí nhớ của tác giả Quang Già Cơ hiện đang được bán tại nhà sách tự lực. Địa chỉ là 14318 Broker Street, thành phố Garden Road, California 92843. Điện thoại để quý độc giả gọi vào mua sách là 1888-204-7749 và 714-676-8310. Độc giả ra muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách tự lực là www.tulực.com.